Ở bài học trước ta đã tập phần nhạc chạo đầu, đó là từ dòng 1 cho tới dòng 2, cuối dòng 2 chỗ này. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào đánh đoạn A, là từ chỗ mi re mi đô, mi re mi si, mi re mi la son fa mi, mi re mi la, mi re mi la, mi re đô son son la mi, mi re mi đô, mi re mi si, mi re mi la son fa mi, mi re mi la, mi re đô si, si la son đô re si la. Ở nút la đây có dấu phẩy, chỗ này là hết đoạn A. Thì ở đoạn A này nó hơi dài, mình có thể chia ra A bắt đầu từ đây là A1. À, từ nốt này, mi rè mi này cho tới nốt mi này, có nghĩa là mi rè mi đô, mi rè mi si, mi rè mi la son fa mi, mi rè mi la, mi rè mi la, mi rè đô son son la mi là A1. Thì A2 nó lặp lại ý A1 và nó thay đổi khúc cuối. A2 mi rè mi đô, mi re mi si, mi re mi la son fa mi, mi re mi la, mi re đô si, si la son đô re si la. Là hết đoạn A. Bây giờ chúng ta có thể nghe lại phần nhạc intro, nhạc nối và nối qua đàn hết tới đoạn A, tới ô nhịp số 24 là tập chỗ này. Trước khi vào đàn tay phải đoạn A1, chúng ta sẽ đọc qua một lần đoạn A1 từ đây cho tới đây. Đếm 1, 2, 3, cùng đọc. 1, 2, 3. Mi, re, mi, đô, mi, re, mi, si, mi, re, mi, la, son, pha, mi, re, mi, la, mi re mi la, mi re đô son son la mi. Chúng ta chú ý những chỗ nốt có dấu chấm, chúng ta sẽ ngân dài một xíu. Chúng ta có thể đọc chấm rồi sau đó mình sẽ đọc tiếp những nốt tiếp theo. Đếm lại, đọc lại. 1 2 3. Mi re mi đô chấm, mi re mi si chấm, mi re mi la son fa mi chấm, mi re mi la chấm, mi re mi la chấm, mi re đô son son la mi. Giờ mình có thể ráp tay phải. 1 2 3. Mi re mi đô, mi re mi si, mi re ba.
chúng ta có thể tập riêng tay trái đoạn A1. Này hợp âm la thứ, AM là hợp âm la thứ. Nốt la đánh vị trí này là la, này là 2. Đô mi đánh chung. Mi 2. Mi son đánh chung. Son si đánh chung. Fa la đô. Đô. Đô này đô 3. La này là la 2. Fa. Son. Và đô. Từ chỗ này đếm 1 2 3 chúng ta cùng vào. 1 2 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Mình đếm 2 bởi vì sau nốt trắng mình đếm cho cái nốt này, nốt trắng sau nốt trắng, ngân dài 2 phách thì mình đếm 2 vào đây. Nếu tính theo thứ tự của phách ở trong ô nó sẽ là 1 2 3. Đó là thứ tự phách trong ô. Còn mình đếm theo cái nốt trắng này là sau nốt trắng mình sẽ đếm 2. Chúng ta làm lại một lần nữa. 1 2 3. Bây giờ chúng ta sẽ tập ráp hai tay đoạn A1. Mình ráp từ đầu đây, từ mi re mi đô cho tới nốt mi này mình dừng lại. 1 2 3. Lặp lại một lần nữa. 1 2 3. Bây giờ chúng ta có thể đi tiếp từ nốt mi re mi la cho tới nốt son son lá mi. Mình sẽ đàn đoạn này. Đến 1 2 3 mình sẽ cùng vào. 1 2 3. Mình sẽ làm lại một lần nữa từ nốt mi re mi la chỗ này. 1 2 3. Bây giờ chúng ta sẽ đàn hết đoạn A1. A1 từ đây cho tới chỗ đánh mực đỏ đây. 1 2 3 chúng ta cùng vào. 1 2 3. Ta làm lại một lần nữa. 1 2 3.
rồi đoạn A2. A2 thì ý nhạc nó lặp lại giống A1, nó chỉ thay đổi cái phần sau, nó thay đổi ở phần sau đây, thì mình có thể tập ở phần sau. Mình sẽ tập mi re đô si, si la sòn đô re si la, nó khác phần sau này, ở đây nó lại lặp lại này. Mi re mi đô, mi re mi si, mi re mi la son fa mi, mi re mi la, mi re đô si, si la son đô re si la. Rồi mình tập từ đây. Mi re đô si. Ngón tay số 4 mình sẽ xếp vào nốt mi. Đếm 2 3 chúng ta cùng vào chỗ này. 1 2 3. Mi re đô si 1 2 3. Ta lặp lại 1 2 3. Giờ tay trái mình sẽ ráp vô mì, pha và la. Mì. Mì này là mì 2. Tiếp theo pha 2. Và la. Lặp lại nè. 2 3 giờ chúng ta sẽ lặp lại nối từ đây. Mi re đô si. 1 2 3. Lặp lại từ mi re đô si từ đây. 1 2 3. Giờ chúng ta nối đoạn A2 là từ mi re mi đô tới đây. Để 1 2 3 cùng vào. 1 2 3. Làm lại một lần nữa đoạn A2. Mình sẽ đàn từ đây. Mình sẽ đi qua cho đến đây. 1 2 3. Bây giờ chúng ta có thể nối A1 với A2 là đàn từ đầu ở đây cho tới đây. Đếm 1 2 3. Chúng ta sẽ cùng vào. 1 2 3. Thank you.
Các bạn có thể lặp lại một lần nữa. 1, 2, 3. Xong đoạn A1, A2 của bài nhật ký của mẹ. Hẹn các bạn vào các bài học lần sau.